nên bắt đầu là có một đoạn đường nhẵn đi từ Liên Thôn về xã Phong Bình. Chỗ này chưa gặt mọi người này, lúa còn vàng ươm nhưng mà do là chưa chín đều, có chỗ thì chín, có chỗ thì xanh. Con bò quê bây giờ cũng phát triển, đi đâu vừa bê tông hóa hết mọi người, đường bê tông hết. Cái đây của tầm 10 đến 15 năm về trước thì hầu như là chưa có bê tông hóa đường, đường đất thối, thậm chí còn người xếp cạch đi cấp ba ốc cảnh ổ gà ổ trâu. Bây giờ thường nhẵn chỗ nào cũng bê tông phá hết, ô tô bây giờ về cũng nhiều, phương tiện đi lại rất là rộng. Đường quê một cây nữa là ra đường 39, mình sẽ đi lên thành phố Thái Bình. Bây giờ vẫn đi trên con đường làng quanh co, cầu sông này cầu hẹp hai xe không tránh nhau được, muốn sang thì một xe phải dừng lại. Đây, cầu này đây là người ta gọi là cầu quê địa phương gọi là cầu Ngái, cầu Ngái sẽ Quang Bình, sẽ tay phải sẽ là xuống Tiền Hải, tay trái lên Thái Bồ Thái Bình. Đây chính thức là đường 39 mọi người nhé, đường 39 rộng thênh thang, là đường nhãn thính, cảm giác sảng khoái liền, thoải mái thì rất thoải mái. Thái Bình còn tầm 10 cây nữa mọi người. Đây khu vực thành phố, đây là Quang Bình, xã Quang Bình,
nó cũng là một tấm xương. Trời nắng hắt vào mặt nóng rát mọi người ạ. Công việc thì vẫn cứ phải đi, hiện là làm cameraman luôn, quay phim luôn cho mọi người xem. Mong mà mọi người ủng hộ kênh Xuân Sao Vlog của mình nhá. Ký chia sẻ, nhấn like, ủng hộ kênh mình nhé, cảm ơn mọi người. Để mình có động lực mình làm nhiều video hơn, mọi người xem. Bây giờ ở đâu cũng vậy, lớp trẻ trẻ học xong ra trường, ai đi học thì đi học, ai không học thì xin làm công nhân, mọi người vào làm thân nhà máy. Ở những làng quê toàn những người già trẻ em, anh biên giờ thì đi vào công ty hết. Như hồi xưa đâu mọi người, hồi xưa thì rảnh rỗi tụ tập nhiều thì nó vui. Cuộc sống thì thay đổi để bon chen thì mới thay đổi cuộc sống được mọi người. Cứ bình dị quá thì lại nghèo, lại đơn sơ. Cách có mấy cây số thôi mà ở vùng nông thôn là nó lại bình dị quá. Ở khu này là khu phố thị tứ thôi nhưng mà rất là bình dị. Việt Nam đi cũng phải rất cẩn thận, mình đi rất chậm, vừa đủ để đi những khoảng cách đâu, không dám đi nhanh, nguy hiểm. Khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ bắt đầu tăng tầm tan ca của các nhà máy, không gian nó đổ ra đông đấy, xe đang ra luôn này. Mình phải lé ngoài, không thể đi đối đầu.
nay thứ bảy chiều công nhân sẽ nghỉ sớm. Những người bán hoa quả dạo sẽ một loạt ô tô ven đường để chuẩn bị chờ đợi công nhân ra. Mình thì lên thành phố kiếm hàng để ngày mai có hàng để đi chợ bán. Mai chủ nhật chợ đông hơn những ngày thường, nhờ công nhân nghỉ ngơi còn đi thêm mấy tháng. Hiện tại mình bắt camera quay luôn cho mọi người xem luôn. Lúc này thời tiết vẫn còn nắng, khoảng 30 chiều rồi mà không phải tầm 34 35 độ, nóng lắm, ăn mặt luôn mọi người ạ. Để âm thanh cho nó rõ thì là mình không bị khẩu trang, mình nói tự nhiên. Đường này là đường khoảng 39, đường nó liền từ thành phố Thái Bình đi Kiến Sương, Tiền Hải và qua cầu Trà Lý sang Thái Thụy. À, có thể là đi luôn sang các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng. Lúc này tầm hơn 4 giờ, thời tiết bắt đầu dịu rồi, mát, nguội dần, ánh nắng bắt đầu mặt trời đã nghiêng. Hai bên đường thì bóng cây rất là mát. Khu vực này là xã Vũ Linh, Kiến Sương. Này tương lai những một phần những về thành phố.
triển kinh tế và có thể mở rộng. Xin chào mọi người nha. Mình dừng video tại đây nhé. Mình dừng video tại đây. Xin chào.